tiếp theo chương trình sẽ tiếp tục là một phần trình diễn piano đến từ thí sinh Lương Trung Dũng. Thank you.
Vâng, rất cảm ơn Trung Dũng đã mang đến cho chúng ta một bản piano đầy cảm xúc và kỹ thuật. Những giai điệu du dương của bạn cũng đã làm lay động trái tim của tất cả các khán giả đang có mặt trong khán đài ngày hôm nay của chúng tôi. Tiết mục tiếp theo cho phần công diễn ngày hôm nay xin được giới thiệu thí sinh Nguyễn Thụy Hải Anh với ca khúc Chơi Vơi. Xin quý